Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếp nối nhưng đang cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, thì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Đẹp nhất đôi tình thời học trò, mực tím máu xanh kỷ niệm lần đầu hẹn nhau trên phố khuya, hai đứa vui say sưa dắt nhau đi ngoài mưa. Tình vừa mặn nồng, tình đã chết say, tình mình giờ thành buồn nhất đó anh. Kỷ niệm tận cùng là mưa trên phố khuya, không có anh đi bên mình, em bước đi thân thơ, thương nhớ hơn bao giờ. Anh đã bên em trong giấc mơ, anh đã bay xa như cánh chim, anh đã không nghe mưa trắng đêm, anh đã không yêu sầu của đôi môi tim. Dị vãng đôi ta như khúc phim, ghi những đam mê thật êm đềm, ghi vết đau thương trong trái tim, hạnh phúc ơi đâu tìm. Ba 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 ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Chúc mừng Tiến Phương. Có vẻ như chiếc áo này mang đến may mắn cho bạn rất nhiều. Khanh thấy phần dự thi của bạn, tất cả mọi người rất phấn khích. Bây giờ sẽ là số điểm của ban nhạc. Xin mời. Wow. Bây giờ hãy nghe anh Khoa chia sẻ. Với phần vượt qua thử thách vừa rồi, có hài lòng anh không ạ? Em xử lý cái bài múa tím rất là hay. Em chỉ bị là cái nhịp em không nghe trống. Thật ra khi em nhại lại của anh, em phải theo trống thì nó mới ra được cái chất, cái kiểu nhại đó. Thì nó hay ở chỗ là hay chỗ đó, thì em bị mất một điểm của anh đó. Cảm ơn anh Khoa ạ. Còn Công Thanh thì sao ạ? Chúc mừng em. Em thấy anh cho em nhiêu điểm vậy? Dạ 10. Biết sao cho em 10 điểm không? Dạ em muốn nghe. Tại cái thử thách này là anh ra. Tại vì khi mà chuyển qua cái điệu này nè, rất là khó hát. Cảm ơn anh Thanh ạ. Đây cùng xem tổng số điểm dành cho Tiến Phương. 84 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ tư. Và bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo. Khanh xin mời cô Phương Dung. Ban nhạc quyền năng là những sát thủ trong thầm lặng. Chúc mừng cho con. Cảm ơn cô. Đó là chia sẻ của ban giám khảo. Một lần nữa cảm ơn Tiến Phương. Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười. Trong cuộc tình người, hẹn hò nhau đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy. Tình đã mùa trong sương khói, theo cơn gió lùa ta. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn. Xin tặng lòng người, tình ta cứ không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đau phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này, nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng. Tiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay. Còn nhau giữa cơn mê đầy, khiến hao gầy phụ hết xuân xanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngang. Xin tặng lòng người, tình ta cứ không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đau phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đau phụ nhau thêm nữa, khi mai không còn có nhau. Và đó là Tiến Phương với Một Mai Em Đi, một sáng tác của Trường Sa.
Bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta xem số điểm của ban nhạc. 1, 2, 3. Khanh xin hỏi anh Thảo trước. Cái bài này em hát anh chưa có cảm nhận được cái hồn em thả trong cái bài này. Lúc nào em cũng ở trong cái tình trạng nó bị căng thẳng á. Có nghĩa là do là em lên nó bị với quá cho nên nó bị xét cái giọng của em. Dạ, cảm ơn anh Thảo. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. À, thực ra anh nghĩ là bài này rất hợp với giọng em. Nhưng lỗi này em hát cao hơn khoảng nửa tông so với bản chất giọng của mình. Không cứ hát cao là hay. Đơn giản là nó chạm đến cái tình cảm của người ta. Em bỏ qua những yếu tố kỹ thuật. Chứ như thế này là cái cảm giác là căng từ đầu đến cuối bài. Nó không còn cái tình cảm ở trong đó nữa. Khi em lên cao vẫn dùng bản năng nhiều. Ban nhạc cũng cố gắng đánh cho nó trọn vẹn bài thôi. Nhưng mà bởi vì em hát cứng quá với bài này, nó hơi phí so với cái giọng của em. Đúng là như vậy, phần cao của bài hát này nó có hơi với đối với em. Cái đẩy hơi mình chưa có đủ. Nên là đây là một cái lần để mình rút kinh nghiệm trong cái chương trình này. Em cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Chúng ta cùng xem số điểm của Tiến Vương là 70 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Tiến Vương, Tiến Vương đang xếp hạng thứ 6. Và bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo. Khanh xin mời anh Duy Triệu Vũ. Đúng là ở cái đoạn điệp khúc á, thì nó hơi với tí xíu. Cho nên nó làm cho mình cái cảm giác nó chưa có được hết 100% của Tiến Vương. Là tại vì Tiến Vương có một cái giọng nó rất là đẹp và trong trẻo và sáng. Nhưng mà Vũ hy vọng là Tiến Vương sẽ chiến đấu để mà tiếp tục giữ cái vị trí của mình ở trong cái chương trình này nha. Tại vì Vũ rất kỳ vọng vào cái giọng hát của bạn. Em cảm ơn anh rất nhiều. Con xin mời cô Phương Dung. Con hát bài này chưa có đạt được cái ý muốn của cô với cái giọng của Vương đó. Mà như tất cả mọi người nói đó, em tập hát vừa với mình, đừng chứng tỏ cho người ta thấy rằng mình hát giọng cao quá. Con cảm ơn cô rất nhiều. Tuy là cái bài hát này quá sức so với em, nhưng mà em đã quyết định thử thách và em dám làm nó. Nói chung là không còn cái điều gì mà diễn tả được cái cảm xúc của mình lúc này. Mình cảm thấy rất là vui. Cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa cảm ơn phần dự thi của Tiến Vương. Mình xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Duy Phương, đến từ Chợ Gạo, Tiền Giang. Hiện tại công việc của mình đang là nghề xây dựng, thực chất là thợ hồ. Từ nhỏ mình rất là đam mê ca hát. Đối với những dòng nhạc bolero, mình sẽ đến tìm một cơ hội ở ban nhạc quyền năng. Tuy là mình rất nhút nhát, nhưng mà mình sẽ cố gắng vượt qua những cái nhút nhát đó và sẽ đạt thành công tốt đẹp những gì mình muốn, mình sẽ làm được. Không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả cho em tình yêu rất là, dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắn giọt lệ đây. Em có nghe trời vào xuân sông từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo đông đưa theo gió, mình thương nhau mấy
mãi tuổi xuân rồi. Và đó là thí sinh Nguyễn Duy Phương với ca khúc Mùa Xuân Đó Có Em. Ngày hôm nay làm như là những ca khúc bolero lên ngôi hay sao á? Lên từ xưa tới giờ rồi. Chúng ta cùng quay lại nha. 1, 2, 3. Có 7 dấu chéo à. Anh xin mời nghệ sĩ Tú Hải Phượng. Rõ ràng là cái phần thi hôm nay của anh không được tốt. Anh đã lệch nhịp. Khi bắt vô đã cũng không đúng tông. Cũng rất là tiếc bởi vì cái giọng anh cũng trầm ấm và nó có một cái nỗi niềm ở trong cái giọng. Nhưng mà bởi vì những cái lỗi đó nó quá rõ cho nên là có thể làm ban nhạc phải xin lỗi anh. Em hát chinh phô quá, mà anh thấy nhiều người bấm quá mà anh cũng thương em, anh không bấm thôi. Tại vì anh là người hiền nhất ban nhạc mà. Du Phương rất là vui mừng sẽ đứng ở trường hấu này. Xin cảm ơn trong khảo rất nhiều. Và anh Duy Phương ơi, cho phép anh được hỏi chút xíu là anh có thể bật mí lý do tại sao anh đến với chương trình không ạ? Cái dòng nhạc Goro là sẽ hợp với mình. Mình sẽ quyết định đến tham gia ban nhạc quyền năng. Thì mình sẽ tìm kiếm một cái mới hay là một cái gì thay đổi cuộc sống mình. Chúng ta sẽ cùng nghe những nhận xét và chia sẻ của ban giám khảo. Con xin mời cô Phương Dung. Cái giọng của em hợp với bolero. Em hát giọng trầm, rõ lời. Không biết là tự gì em hát với ban nhạc này lần đầu tiên. Có thể em có một vài cái sơ sót về cái kỹ thuật. Nhưng mà cảm ơn em đã đến đây để dự trong chương trình ban nhạc quyền năng. Anh Duy Phương có giọng rất là sáng, bắt mic cực kỳ luôn. Anh hát lên là mình cảm nhận được từng lời bài hát rồi từng cảm xúc ở trong đó. Nhưng mà một điều nữa Vũ nghĩ là anh chưa thích hợp lắm với lại cái chương trình này. Là tại vì cái chương trình này càng về sau sẽ càng hát thêm nhiều thể loại nhạc khác nữa. Và Vũ nghĩ là anh sẽ bị giới hạn những cái thể loại khác. Ví dụ như đưa anh nhạc rock hoặc là nhạc R&B hay gì đó sẽ làm khó anh rất là nhiều. Em nghĩ là anh đã chạm được trái tim của hàng triệu người rồi. Cho dù anh chỉ hát một bài thôi, nhưng mà cái này được xem bởi cả triệu người dân Việt Nam lẫn trong và ngoài nước. Cho nên là em cũng xin chúc mừng anh. Anh đã hát bài đó rất tình cảm và để lại ấn tượng ở trong lòng em. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất là nhiều. Anh Phương ơi, ngày hôm nay đến đây với chương trình, mặc dù kết quả có như thế nào thì cái quan trọng nhất vẫn là cái niềm đam mê. Và Khanh tin rằng không có sân khấu này thì chúng ta cũng sẽ có những sân khấu khác. Và quan trọng nhất là tiếng hát của anh sẽ mãi mãi được bay cao và bay xa. Và Khanh có một món quà dành tặng cho anh. Đó là Khanh chúc cho anh cầu gì được nấy và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay mình thi không được tốt lắm. Do trái gió trả trời, đau họng, cảm mình cũng không tốt lắm. Tuy là phần thi của mình không được tốt, nhưng mà mình Phương sẽ không bỏ cuộc. Quyết định năm sau, Phương sẽ học rất là kỹ, tham gia chương trình. Lời đầu tiên cho phép Đình Trường xin được gửi lời chào đến quý ban giám khảo và các bạn khán giả có mặt ở chương trình ban nhạc quyền năng ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Bài hát Đình Trường sẽ thể hiện tiếp theo là bài Thúy Đã Đi Rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Trường xin kể sơ về bài hát này chút xíu. Là bài hát này nhạc sĩ Y Vân viết gửi tặng cho người bạn thân của mình, đó là kịch sĩ kiêm tài tử điện ảnh Nguyễn Long. Ông Nguyễn Long đem lòng thương nữ danh ca Thanh Thúy, nhưng mà không có được đáp trả của nữ danh ca Thanh Thúy, nên nhạc sĩ Y Vân có viết ca khúc này gửi tặng cho người bạn thân nhất của ông. Xin cảm ơn. Đi rồi những ngày băng giá không tiếng cười, Thúy đã đi rồi biết tìm em nơi chốn nơi đâu, nơi em về đâu cho gió trăng sao. Tình ví dụ em có hay dối hờn cũng vẫn hơn là bên tình anh lê gót cô đơn. Đành đi
giới. Xa loài người, xa cuộc đời đầy đắng cay. Nơi đây anh là nghệ sĩ không tên, đem nhạc tình ghi tràn đầy cung điện mùa. Thúy ơi, Thúy đã đi rồi, Thúy còn đi mãi trong cõi đời. Thúy đã đi rồi, bóng hình em xa khuất trong tôi. Nàng đi về đâu hay vẫn u hoài? Người yêu còn ai trong suốt cuộc đời? Nàng đi về đâu hay vẫn u hoài? Người yêu còn ai trong suốt? Thúy đã đi rồi, một sáng tác của Even. Tất cả mọi người phải đứng lên vỗ tay vì bạn. Bây giờ sẽ là số điểm của ban nhạc. Xin mời. Điểm cao nha. Hãy cùng nghe chia sẻ của anh Công Thanh ạ. Phần diễn em rất tốt, em hát, em lột tả được cái bài này. Riêng chỉ có cái sau cái đoạn B á, khi mà quay về A đó, thì em lại bị rớt xuống sớm hơn. Không, chạy là chỗ đó Thúy đã đi rồi, đâm ra buồn nó hơi Thúy chặt. Đi mất rồi. Thúy đi mất rồi. Thực sự hôm nay là cái bản phối này cực kỳ khó về nhịp. Các bạn ấy hầu như không sai. Cái chất của cái bài này đúng là kiểu blues của Việt Nam. Và bạn ấy hát đúng cái chất đó, những cái đoạn cần bừng sáng. Bạn ấy làm được luôn, mọi người đều vỗ tay ngay cái đúng cái đoạn đó. Cảm ơn anh Bát ạ. Chúng ta cùng xem tổng số điểm của Đinh Trường là 82 điểm. Thứ hạng hiện tại của Đinh Trường là bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Bây giờ sẽ là chia sẻ của anh Chí Tài ạ. Cái giọng của em đó, hát cái bài này rất hay. Và cái giọng rất là lạ. Tại vì nghe nhiều người hát rồi, nhiều lắm nha chị. Em có hát chưa? Hả? Có, em Tài chưa có hát rồi. Hoàng Thượng chưa hát. Tôi yêu ai tên Thúy đâu mà hát bài này. Được, được. Cảm ơn Tài ạ. Em có cái tình cảm mà nó nằm sẵn ở trong cái giọng hát. Chỉ cần hát ra là tự thuyết phục người nghe. Rồi có những cái đoạn gằn giọng á, em biết cái chỗ nào nên sử dụng cái giọng như thế nào. Anh càng ngày phát hiện nhiều cái đẹp và cái lạ của em. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều ạ. Và hòa cùng với không khí phấn khích của mọi người, ca khúc của ban nhạc chọn cho bạn là ca khúc Thành Phố Buồn. Chúc bạn sẽ có một phần thử thách thật xuất sắc. Sao đêm thương em ngày nào khóc ngước môi mềm. Thương nhau thật nhiều, biết mấy tình yêu, cho nhau trọn tình dẫu có điều linh. Xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp, nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong. Như giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng héo hắt, thương người về buốt giá trên đường xa. Bao là tình thắm thiết cho giờ này nuối tiếc, thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa. Yeah.
Trường và Phạm An Tuyên. Bây giờ sẽ là ca khúc Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Xin mời Tiến Vương và Yến Nhi. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đâu mà tiếc thương thân anh. Những ngày còn nồng ấm ái giữa đôi ta đã bao cánh biển chung chung. Người thì mong một trời mây bay, người thì còn mãi trắng đôi tay. Con chim quý phải ở lòng son, anh không trách là em vội vàng. Mà anh ơi, em chỉ trách em, trách em. Sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau cuối, chén ly bôi uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Đi qua một đường tàu biết mấy sân ga, xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Và đó là Tiến Vương cùng với Yến Nhi. Mà
thiếu em. Từ lâu vắng em nên anh thường buồn. Hay là tháng ngoài nhột nhỏ không đêm, hãy ghi câu nhà tình còn heo hắt với tâm tư sâu đậm. Kể từ ngày xa cách nhau, hãy ghi câu nhà tình còn heo hắt với tâm tư sâu đậm. Kể từ ngày xa cách nhau. Ban nhạc sẽ dành cho bạn bao nhiêu điểm, chúng ta cùng xoay lại bạn nhé. 1, 2, 3. Số điểm của ban nhạc dành cho Lê Bảo Toàn là, và anh xin hỏi anh Hoàng Bách ạ. Cái ấn tượng ban đầu nó làm tụt mất cảm xúc của anh một chút. Em vừa vào bứt lên gần như nốt cao nhất của bài luôn để em chinh phục mọi người ngay từ đầu, thì nó lại không chính xác nốt. Em phải chơi vơi một lúc em mới lên. Anh mong chờ nó cao hơn, nhưng mà những cái đoạn sau thì em cứu lại được. Nên là đối với anh cái điểm 8 này là điểm chính xác. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Vũ đồng ý với điều này. Tức là trong đầu nhiều người họ mặc định là khi hát nhạc blues là phải lạng, không lạng là không ra nhạc blues. Thì hồi nãy không phải là bạn hát sai, nhưng mà tại vì mình nghe nhiều cái nốt lạng quá nên mình sẽ dễ bị hụt hẫng. Ví dụ như mình phải cho người ta đi đúng đường, rồi xong lâu lâu mình hù người ta cái thì nó sẽ hiệu quả hơn là mình lúc nào mình cũng hù người ta hồi ta không sợ nữa. Là y chang như vậy đó. Cho nên thôi có em anh yêu cuộc đời. Đó mấy cái đuôi hoặc là một vài chỗ lâu lâu mình nhả chút xíu thôi nghe nó mới sướng. Vậy bây giờ anh Vũ ơi, bây giờ mình cùng hỏi một người trong ban nhạc rất là, em nghĩ là rất là rành về cái vấn đề lạng này nè. Anh Thanh đúng không? Dạ không, anh Thảo. Anh kéo violon thì em nghĩ là cái này là chắc là thế mạnh, nhưng mà anh cho có 5 điểm thôi. Trước tiên thì anh chúc mừng em đã hoàn thành cái phần thi của em. Nhưng mà anh rất tiếc về một điều là em đã bỏ hẳn nửa đoạn intro, em nhảy vô bài luôn. Mà anh thấy có một cái vẻ gì đó em chưa có tôn trọng ban nhạc. Chị bổ sung cái ý của anh Thảo, tức là cứ cái điều gì mà em muốn làm á, thì em phải nghĩ rằng là em làm cái điều đó hiệu quả như thế nào, và em khi em có bắt đầu thì em phải có cái kết thúc. Ban nhạc đang đánh em nhào vô một ô, thì bây giờ em lỡ vô rồi thì em phải đi tiếp đi. Tự nhiên em làm cho người ta hết hồn xong rồi em bỏ lửng, ban nhạc không hiểu em đang làm cái việc gì ở trong này. Thì bạn rất là thông minh, nếu mà được nói qua một lần thì Phượng nghĩ là những cái lỗi đó là bạn qua rất là nhanh. Vì thế mà chúng tôi vẫn cho cao là bởi vì biết rằng là bạn là một người cầu thị và rất là thông minh, khi mà sửa lỗi của mình bạn sẽ còn có thể có cơ hội để đi tiếp. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Tú Hải Phượng. Chắc là có một chút tâm lý và có những trục trặc nhỏ nên đã làm quá như vậy. Chúng ta hãy cùng xem tổng kết số điểm của ban nhạc dành cho Lê Bảo Toàn. 65 điểm, và vị trí hiện tại của Lê Bảo Toàn là đang đứng ở vị trí thứ tư. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các thành viên trong ban giám khảo. Khanh xin mời cô Phương Dung. Cô có một cái phước là được nghe tác giả của cái bài này hát hàng đêm. Nhạc sĩ Quỳnh Anh bị người vợ đầu tiên bỏ ảnh sau khi sanh đứa con gái. Vì cái đau khổ đó ảnh mới viết cái bài Thuở Ấy Có Em. Mà không có một người nào hát cái bài này hay bằng nhạc sĩ Quỳnh Anh. Hôm nay Toàn có cái giọng khàn khàn quyến rũ. Cái bài Thuở Ấy Có Em này ban nhạc chơi quá xuất sắc, nhất là cái phần trở lại để mà đổi đó, quá hay. Một lần nữa chúng ta cảm ơn ban nhạc Quyền Năng và nhạc trưởng Minh Khang. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và xin cảm ơn. Thank you.
một nhan sắc tuyệt thế giữa nhân gian. Nàng là bông hoa mỹ miều hóa công đa ban tặng, ôi như cánh chim tuyệt vời giữa xuân người rực rỡ khung trời. Tôi thấy đang mở rộng dưới chân mình địa ngục tâm tối. Hồn tôi đắm đuối với nét khoe tươi gợn trên áo nàng. Ngàn muôn giáo huấn tin ngưỡng đức tin bỗng dưng phai tàn. Ai nào ai dám nói đứng trước dung nhan nàng không rung động, là đang nói dối giấu diếm con tim khát khao vô vọng. Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng, đàn ngón tay vào dòng tóc êm đềm tựa suối thiên đàng. Là phàm nhân hay là thế thân lưu yêu mang nàng, làm cho tôi đã bồi ước trước ngai thiên tòa chúa. Tôi đã nghe lòng mình khát khao phàm trần đến không ngờ, bên thánh nhan cực trong mắt tôi chẳng còn nhận ra nữa. Nàng đang quyến rũ khiến chốn khiêm cung chìm trong cõi tội. Hồn tôi chơi vơi giữa thế gian này với quê trên trời. Nàng thản nhiên đứng đó với những ai đang tìm vui giữa đàn, mà như thánh giá cứu rỗi nhân loại đã trao cho nàng. Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng, vùng cánh tay mở rộng lối đi vào cửa ngõ thiên đàng. Nàng từ trong đôi mắt ẩn chứa biết bao mê hoặc. Nàng từ thầm sâu có còn đó khi trinh nguyên vẹn. Ôi đôi gót chân nàng giày xéo lên địa ngục lẫn thiên đàng. Tôi thấy thiên thần quỳ giữ đang cùng dìu nhau đi tới, và tôi đã muốn nhắm mắt xuôi theo niềm vui thế trần. Lòng chung tình nghĩa hãy cứ cho tôi lãng quên một lần. Ai nào ai dám nói mắt đã quay đi vừa khi thấy nàng, thì thôi mắt đó chắc đã không còn thấy chi rõ ràng. Tôi ước ngao một lần bước chân thật gần đến bên nàng, nhặt cánh hoa đượm mật giữa khu vườn tình ái trong nàng. Tôi đắm đuối với nét khoe tươi gần trên áo nàng. Ngàn muôn giáo huấn tin ngưỡng đức tin bỗng dưng phai tàn. Ai nào ai dám nói đứng trước dung nhan nàng không rung động, là đang nói dối giấu diếm con tim khát khao vô vọng. Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng, đàn ngón tay vào dòng tóc êm đềm tựa suối thiên đàng. Tựa suối thiên đàng. Và một tràng pháo tay thật lớn cho Đinh Trường cùng với vũ đoàn Phương Việt. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo ạ. Hồi nãy cô xem Trường diễn, cô rưng rưng nước mắt. Tại vì em đóng tốt,
Quá trang như vậy là em cũng có một cái lá gan rất lớn để làm và thu phục cái cảm tình của ban giám khảo cũng như tất cả những người ở đây. Con đi ra đó là đã giống rồi. Còn cái giọng hát thì cô không đề cập tới. Rất là xuất sắc, cô có lời khen. Xin cảm ơn cô. Đặc biệt cái phần cuối, nếu mà em chịu khó em nghiên cứu thì là lúc em nghe cái nhạc đó, tới sớm một chút xíu nữa để em đưa cái bàn tay em đưa tới cái mặt gương mặt cô gái mà tay nó phải rung rung, hiểu không? Dạ. Đó, rồi cái điểm mà cao nhất của em là gì? Em cầm cái bàn tay cô gái lên và em thả cái bàn tay gái xuống đúng lúc bằng nhạc. Ram. 10 điểm. Ram. Đó là những chia sẻ của anh Chí Tài à. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những nhận xét của ban nhạc với phần dự thi của Đinh Trường. Và chúng ta hãy cùng xem anh Minh Khang ạ, nhận xét như thế nào. Anh hiểu được cái câu chuyện này, em phải hát được cái khuôn mặt phải gan tức với lại ông linh mục giáo viên sĩ quan. Nhưng mà cái gan tức nó chỉ diễn bằng ánh mắt thôi, chứ mà một nghệ sĩ kịch nói bình thường còn mặt với lại miệng đồ nữa. Em đang hát sao bầm miệng được, gan được, nó hơi bị khó ở chỗ đó. Cảm ơn anh Minh Khang. Đó là những chia sẻ của ban nhạc và ban giám khảo. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để chúc mừng cho Đinh Trường đã hoàn thành phần thi thứ hai của mình. Tài ơi, tại sao cứ luôn hát hay như thế này mà còn xinh đẹp nữa, ai mà chịu nổi hả? Bây giờ hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3, xin mời. Wow. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Thật sự lâu lắm rồi mới cảm thấy sung sướng như vậy. Nghe lại cái bài này, một cái bài rất là nổi tiếng, mang rất là nhiều tâm trạng. Và cái phần bè của Bách cũng hay nữa, nghe quá thích thú đi. Cho nên là Phượng thấy điểm 10 không có gì là quá đáng hết.
Chia cho anh nha, chia cho anh nha. Tuy nhiên là có thể em nghe bài này quá nhiều một người khác hát, cho nên là đôi lúc chị không nhận ra giọng Trúc Lai mà chị nhận ra giọng của một người khác. Em có cá tính riêng của em và em có một cái giọng đặc biệt không giống ai hết, nên làm sao để mình có thể giữ được cái riêng của mình mà đừng để lẫn vào người khác. Thật sự cái nhận xét của chị Hải Phượng có một cái phần đúng. Cái nốt trầm của em mới đầu thì em đang bị nghẹn, kiểu như là buồn á, nên là khi hát cái cảm giác nó út nghẹn. Nhưng mà thực tế là em không hề làm giống chị Phương Thanh. Cảm ơn chị Phượng ạ. Thanh xin mời anh Hoàng Bách. Em đồng ý với chị Phượng là cái đoạn đầu á thì anh thấy là em có nức nở, nó hơi giống bà chị thân của anh một chút. Nhưng rất là may, bắt đầu từ khoảng những cái đoạn sau thì em làm rất tốt và nó hoàn toàn mang cái tình cảm của em, mang cái nỗi buồn của em. Hôm nay nhìn mặt em rất là thảm và nó rất là hợp với cái bài này. Hôm nay là sao? Như thế nào? Tình yêu là như thế nào? Đúng rồi, tại sao có chuyện buồn nãy bạn anh mới nói? Anh ấy lấy vợ mất rồi hay là như thế nào? Dạ, thật sự là người yêu em chia tay em. Và người ta có một cái cuộc tình mới. Anh chia buồn với cậu đó luôn. Em thích thì anh có cả một đội banh ở bên cạnh mình, từ mét 6 cho đến mét 85 đầy đủ hết. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Khanh mời anh Minh Kha. Ca khúc này đó, cái nốt xuống của em á, khúc đầu hát nó chưa có tròn chữ. Phần sau của em rất là tốt. Giống như vậy trước anh nhắc em á, là phải bộc hết ra và có một cái gì đó điên điên và có phá cách ra, và em đã làm được cái điều đó. Anh rất thích. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Minh Kha. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Trúc Lai là bao nhiêu. Xin mời. 82 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Trúc Lai là bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của các thành viên trong ban giám khảo. Dạ, con mời cô Phương Dung ạ. Với cái giọng hát và khủng khiếp như vậy, dưới này ba người này vừa chắc lưỡi vừa khen. Một cái giọng hát cao vút nhưng mà không có ráng. Và với một cái sắc vóc như vậy thì thanh sắc em có đủ hết rồi. Em chỉ còn cần một cái bài hợp với mình để tỏa sáng và làm thành danh cái tên Trúc Lai của em. Đó là những chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Hát chính bằng giọng của mình thì nó sẽ là cái hay, cũng như chị Phượng nói. Nên như vậy, đừng có hát giống người khác. Và gương mặt lúc nào cũng gây ấn tượng với anh hết. Nhưng mà phải cảm ơn Bách hát bè hay quá. Hỗ trợ hơn nữa. Mọi người không biết hả, người mà trùm bè là Chí Tài. Tất cả những cái bài hát mà khó nhất là toàn là Chí Tài bè không? Mê lắm. Biết bè luôn. Mê lắm. Nhất là nhạc của chị Phi Nhung. Phải xin lên mà không cho. Hình như em hát cho chính cái tâm sự của mình, cho nên là mọi người ở dưới đây nổi da gà, bắt đầu cảm thấy hứng khởi bởi cái câu chuyện của em. Bởi cái sự đau khổ, chứ không phải câu chuyện. Nó đau khổ mới hát được vậy chứ. Nhưng mà cái đau khổ này là một cái rất cần thiết cho em ngay lúc này. Đôi lúc mình phải cần có nước mắt mình mới biết hạnh phúc là gì. Em đẹp như thế này, hát hay như thế này thì chắc chắn là tiếc. Em biết cách nào làm cho người ta tiếc nhiều nhất không? Lúc nào mình cũng phải hạnh phúc hơn người ta. Anh Vũ ơi, đôi khi những lời khen lại khiến người ta rất khóc mà. Khóc cho vui đi, rồi xong rồi ngưng. Vậy đi. Cảm ơn ban giám khảo. Chúc mừng Trúc Lai. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me.
that we look upon to tumble and fall. All the mountains should crumble to the sea. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. So darling, darling, stay by me, oh, stand by me, oh darling, stand by me. Whenever you're in trouble, when you stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me, stand by me. Oh, come on, come on, come on, come on, stand by me. Whenever you're in trouble, oh, stand by me, oh, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, darling, stand by me, stand by me. Và đó là Tiến Vương với một ca khúc nhạc ngoại Stand By Me. Tiến Vương ơi, tại sao bạn lại mạo hiểm chọn một ca khúc tiếng nước ngoài ạ? À? Lần đầu tiên xin chào ban giám khảo, xin chào ban nhạc ạ. Thực ra thì em có một niềm đam mê với tiếng Anh từ rất là lâu. Bởi vì công việc chính của em cũng là thầy giáo dạy tiếng Anh. Một thầy giáo dạy tiếng Anh. Tại sao đến tập này bạn mới chia sẻ cho mọi người biết vậy? Cái gì mà nó mình thích mình giấu bớt. Mà giờ lỡ khoe rồi, từ từ mình khoe nhiều hơn nha. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3, xoay lại. 2 điểm 9. Khanh xin mời Quang Trung chia sẻ. Anh rất thích cái tiết mục thi này của em. Em hát có cái giọng rất là đẹp. Mà cái cách feeling của em trong cái bài này rất là phong phú. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Khanh xin mời nhạc trưởng Minh Khang hãy chia sẻ. Khi anh nghe ca khúc em trình bày tổng thể, anh nghe rất dễ chịu. Nó không như những bạn khác cứ gãi gào rác. Em rất là tỉ tiết và tinh tế từng cái nốt luyến. Anh thích cái điều đó. Mà có những cái em bị lập quá tí xíu, ít lại và đắt hơn tí xíu nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm dành cho Tiến Vương. 69 điểm. Tiến Vương hiện tại đang xếp hạng thứ 5. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của giám khảo Phương Dung. Chào Tiến Vương. Dạ, con chào đây cô. Là một bài hát cô rất là ghét. Tại vì con gái cô là ca sĩ, đi đâu nó cũng mang theo Stand By Me. Nhưng mà đây là một ca khúc rất hay mà. Hay. Dù cô không thích cái bài này chứ không có nghĩa là cô không có thích Tiến Vương á. Em hát rất là tốt. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Cái style của em diễn nữa, nó dễ thương quá. Cái chừng ấm em luôn à. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Phi Nhung ạ. Và một lần nữa chúc mừng Tiến Vương đã hoàn thành phần dự thi của mình. Vương cảm thấy rất là vui, rất là cảm thấy rất là thoải mái khi được hoàn thành xong bài hát này. Một lần nữa thì em cũng xin rất là cảm ơn đến ban nhạc đã ủng hộ cho em hết mình trong phần thi của em. Em cũng xin cảm ơn những lời nhận xét quý báu của ban nhạc cũng như là ban giám khảo. Em xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào chương trình Ban Nhạc Quyền Năng, em tên là Xuân Hương, em đến từ thành phố Đà Lạt. Đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng thì em cảm thấy khá là hồi hộp tại vì Ban Nhạc Quyền Năng là một chương trình rất là đa thể loại và đặc biệt trong đó bolero và trữ tình thì lại không phải là thế mạnh của em, cho nên là sợ khi mà các anh trong ban nhạc yêu cầu em hát bolero và trữ tình thì không biết các anh có thất vọng không. Biết đâu được em sẽ hát bolero và trữ tình sẽ hay thì sao. Hy vọng các anh trong Ban Nhạc Quyền Năng sẽ có cảm tình với em và sẽ hỗ trợ em thật nhiệt tình để có những tiết mục rất hay trong chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. I'm good girl, I'm good girl. So it must be Stanley, Wanley,
living it up in a city. Got jokes on the city run. Gonna kiss myself so pretty. Too hot, hot damn. Call a police on a vitamin. Too hot, hot damn. Make a child I wanna retire, man. Too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. Too hot, hot damn. I'm a then bound up money. God say hallelujah, boo. God say hallelujah, boo. God say hallelujah. Cause I'm someone gonna give to you. Cause I'm someone gonna give to you. Cause I'm someone gonna give to you. Silent night of we in a spot. Don't believe it, just one. Come on. Don't believe it, just one. Gonna show up, gonna show out. Smoother than a fan that's skivvy. Too hot, hot damn. Call a police and a fireman. Too hot, hot damn. Child and woman, retirement. Too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. Too hot, hot damn. I'm a band out of money. God say hallelujah, boom. God say hallelujah, boom. God say hallelujah. Cause I'm someone gonna give to you. Cause I'm someone gonna give. Cause I'm someone gonna give to you. Time not a week in a spot. Don't believe it, just what. Come on. Hình rất quyến rũ và đó là Xuân Hương, ca khúc Uptown Funk. Và bây giờ chúng ta cùng xoay lại 1, 2, 3. Wow, chúc mừng Xuân Hương, quá tuyệt vời. Ngoài ca sĩ bước lên sân khấu chỉnh chu về ca khúc, về trang phục, phải biết mình diễn cái loại nhạc gì nữa. Đây là nhạc phân, nó phải kèm theo vũ đạo nữa, kèm theo tiết tấu của loại phân. Phân nhảy rất khó, nó phải cuốn hút người ta. Nếu đã hát nhạc sung thì phải kèm theo cái vấn đề đó nữa. Anh không thấy cái điều đó trong đó. Dạ thực ra là cái lúc ở nhà là cũng đã sung dữ lắm, đứng trước gương rất sung. Và nhưng mà với là ca khúc này nhóm hát sao em hát y chang vậy, không có gì đột phá, không có gì mới và không có chuyển tải giữa tông nam với tông nữ. Khi một nhóm nam thì khi một em nữ em có thể em phá cách đi được mà. Đúng, em làm có, điều đó được có phá cách cái nốt cuối mà đâu. Ôi có lên rồi, đâu. Nhưng mà cô cũng khôn, cái câu cô không lên được, cô chọn một cái cách thể hiện. Cái đó là sự thông minh. Yeah, 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 yeah. Không lên tới được thì thôi. Yeah, yeah, yeah. Được, cái đó là rất thông minh. Yeah. Đó. Lý do là tại sao anh không bấm là như vậy? Không sao, đây là vòng đầu tiên. Vấn đề quan trọng nhất là phải chinh phục tất cả mọi người bằng giọng hát cái đã. Còn cái việc mà vũ đạo thì mình sẽ dành cho những vòng sau. Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những đánh giá của ban giám khảo. Thứ nhất là cái bài nhạc phấn kiểu như vậy là nó cần có cái sự bè quyện của rất nhiều người, nó hòa hợp với nhau kèm theo vũ đạo để mà tạo nên cái hiệu ứng của bài hát. Cho nên là khi mà em hát bài này một mình á, nó rất là khó cho em. Nhưng mà cái anh phải khen em đó là cái nhịp em rất tốt. Cái nhịp bài này rất khó mà em giữ chính xác luôn, nó không có bị lệch chút nào hết. Ban nhạc thấy được tiềm năng của em và muốn hẹn em ở trong cái vòng tới sẽ làm những cái gì nó đặc sắc và nó riêng em hơn. Anh cũng mong chờ điều đó. Chị cũng đồng ý với lại anh Dương Triệu Vũ. Chị cũng chúc mừng em là bộ đồ nè, chỉnh chu nè, và em diễn cũng rất là hay nè. Nhưng nếu mà em muốn đi theo cái thể loại như vậy thì chị nghĩ là em cần tập cái vũ đạo nhiều hơn. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo. Và nhớ nhá, rất rất nhiều những thể loại khác đang chờ bạn ở những vòng thi sau. Một lần nữa chúc mừng Xuân Hương. Đúng là ngày hôm nay thì Uptown Funk là một cái lựa chọn khá là nguy hiểm. Nhưng mà không sao, dẫu sao thì cũng được vô rồi. Cho nên là vòng sau mình sẽ cố gắng hơn thôi. Chứ biết sao giờ, được vô rồi mà.
tình yêu thủy chung. Giấc ngất chúng ta tấm lòng ai thiết tha mong đợi, tiếng ca mơ màng theo cung đàn giả cố hoài. Xin chúc mừng Thùy Linh với phần dự thi vừa rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xoay lại để xem các thành viên trong ban nhạc cho Thùy Linh bao nhiêu điểm nhé. Xin mời. 1, 2, 3. Số điểm là... Wow. Đầu tiên Khánh xin mời nghệ sĩ Thu Thủy ạ. Bạn đã thể hiện bài này rất là tốt. Thủy rất thích cái giọng hát của bạn. Nó truyền cảm, nó rất là đầm thắm. Mình rất thích. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Thủy ạ. Và ngày hôm nay Thùy Linh lựa một chiếc áo dài cũng rất là đẹp. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe mọi ý kiến của tất cả các thành viên khác trong ban nhạc dành cho bài dự thi vừa rồi của bạn. Không biết anh Hoàng Bách như thế nào ạ? Cái bản phối này của anh Khang làm nó rất là hay nhưng cực kỳ khó hát. Bởi vì nó có những phân nhịp khác nhau, nó có những trường đoạn khác nhau. Một cái người phải thực sự cảm được với nhạc, cảm được những cái người đang chơi nhạc ở đây thì mới hát được như em. Đúng ra anh đã chuẩn bị điểm 9 cho em rồi, nhưng mà anh nghĩ là điểm 8 sẽ tốt hơn cho em. Em chưa thả lỏng, em vẫn còn hơi rụt rè với bài hát này. Lần sau hát á, em hãy bỏ qua cái sự rụt rè của mình đi. Em thả lỏng hơn, em tung bay hơn, em sẽ được điểm 9 của anh. Chúc mừng em. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Thì Linh ơi, bây giờ đến thời điểm này rồi thì các bạn thí sinh và các thành viên trong ban nhạc có thể được xem gọi là một gia đình nhỏ rồi. Tất cả những lời nhận xét của ban nhạc lúc này là một đóng góp để cho các bạn thí sinh tốt hơn thôi nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho bạn là... Xin mời! 69 điểm và thứ hạng của Thùy Linh là đứng vị trí thứ hai. Xin chúc mừng Thùy Linh! Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nghe anh Dương Triệu Vũ chia sẻ. Anh sẽ đánh giá theo cái nhìn của một người khách quan thì anh thấy em hát bài này rất là tốt. Chỉ có một vài đoạn anh cảm thấy là em có cái sự ngập ngừng và anh thấy nó cũng dễ thương mà cũng hơi buồn cười tí xíu. Tức là cái câu mà Bạc Liêu mến yêu á, thì đáng lẽ em Bạc Liêu mến yêu, xong em Bạc Hờ Liêu mến yêu thì anh thêm cái chữ hờ vô nữa. Thì cái đó anh thấy nó làm cho cái câu đó nó bị mất cái ý nghĩa. Nhưng mà ngoài ra thì anh thấy đây là một tiết mục rất là trọn vẹn. Và ban nhạc đã cho điểm đúng chứ không phải sai. Có thể là mọi người một cái cảm nhận khác nhau. Cảm ơn em. Anh xin phép được mời cô Phương Dung. Em là người đại diện cho dây đàn. Ban nhạc là cây đàn. Đàn có dây mới rung lên thành nhà. Dây xa vắng đàn, em ngân nga với ai. Hay quá cô ơi. Ban nhạc và người hát ăn khớp với nhau. Ngoài hai cái tuyến tuyệt vời, cô Phương Dung không có gì nói với Linh hết. Cái tên cũng đã đẹp rồi. Và cái giọng hát em phải mạnh dạn lên. Tự vì trong nghệ thuật ca hát nó có bốn chữ: duyên phận và nghiệp dĩ.
em đều có hết. Cảm ơn em. Dạ, một lần nữa cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và xin chúc mừng Thùy Linh. Đối với em á, từ trước giờ thì em chưa có học qua trường lớp bên thanh nhạc gì cả. Em hát bằng cảm xúc của em. Em cảm thấy mọi người cũng thích. Em cảm ơn ban nhạc, ban giám khảo đã cho em những lời nhận xét góp ý rất là tuyệt vời. Em sẽ cố gắng hơn. Tình yêu là món quà của tạo hóa, nhưng đó cũng là một trò chơi. Nó khiến ta hạnh phúc đến dâng trào, nhưng cũng khiến ta đau khổ đến tuyệt vọng. Và sau đây, chúng ta sẽ mời mọi người lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc và được thể hiện lại với một phong cách mới. Ca khúc này nói về một tình yêu không được trọn vẹn, một trái tim không được đáp đền, và khiến tình yêu đó bị nhốt trong ngục tù của mối tình tuyệt vọng. Ca khúc được mang tên Trái Tim Ngục Tù, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, hòa âm phối khí nhạc sĩ Minh Khang và được sự hỗ trợ của ban nhạc Quyền Năng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một sáng tác rất nổi tiếng của Đức Huy, Trái Tim Ngục Tù.
Quá tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3, xoay lại. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của anh Khoa. Hôm nay em hát tốt, hôm nay em xử lý được cái đoạn phiêu á. Hát như vậy quá cũng kinh khủng lắm rồi. Hôm nay cho em 1 điểm 10. Hôm nay em trình bày cái ca khúc này rất tuyệt vời. Khúc cuối của em, em hát là khỏi cả bà trái tim một tù của em. Trái tim của em bây giờ đã bay luôn rồi. Nó thoát luôn, bài cao lắm, chứ không còn ở trong tù nữa. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh Khoa rất là nhiều. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Trúc Lai. 85 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Trúc Lai là vị trí đầu tiên. Bây giờ sẽ là chia sẻ của anh Chí Tài ạ. Trước hết là phải cảm ơn ông Minh Khang. Ông hòa âm cái bài này, ngồi dưới đây còn thấy muốn xỉu mà. Nhưng Minh Khang hòa âm mà không có nhạc sĩ giỏi quánh mà có hồn cũng không chưa hay đâu. Một tràng pháo tay cho ban nhạc Quyền Năng đi. Dạ em, hát bài này rất lạ. Mới đầu vô nghe mấy câu đầu thấy cũng bình thường. Từ từ tới đoạn cuối là nín thở luôn. Hay lắm, cảm ơn em. Anh xin mời Dư Triệu Vũ. Thì hồi giờ đã biết Trúc Lai hát cao rồi mà hôm nay hình như em lên còn cao hơn bình thường nữa. Cái bài hát này em mang được cái sự ma mị cũng như là cái sự khắc khoải rồi cái sự mà tuyệt vọng ở trong cái câu chuyện này. Cảm ơn ban nhạc hôm nay đã mang cái màu gần như là Phantom of the Opera vô đây vậy đó. Và cái tiếng violin nghe đã lắm. Thank you mọi người, một cái phần trình diễn quá tuyệt vời. Dạ, cảm ơn ban giám khảo ạ. Và ca khúc thử thách tiếp theo của ban nhạc dành cho Trúc Lai, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, đó là ca khúc Tình Là Sợi Tơ. Một lần nữa cảm ơn Trúc Lai. Nếu em nói em vẫn chưa yêu là thật ra em đang dối mình. Còn em nói đã chót yêu anh rồi là thật ra em đang dối anh. Nếu em nói em muốn xa anh là thật ra em mong rất gần. Còn em nói đã muốn quên anh rồi là trong tim em luôn nhớ anh. Rồi một ngày vắng anh, bước chân buồn tênh. Rồi từng ngày nhớ anh, trái tim không ngủ yên. Thôi xin anh hãy hẹn dối như ngày mới quen nhau. Thôi xin anh hãy hờ hững như là đã quên nhau. Nếu em nói em muốn xa anh là thật ra em mong rất gần. Còn em nói đã muốn quên anh rồi là trong tim em luôn nhớ anh. Còn em nói đã muốn quên anh rồi là trong tim em luôn nhớ anh. Nay ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi
còn nỡ không thôi. Mắt đã mù loa vì đời tin xa, tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau. Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả sống đời con ư cơ. Con ta đường nào cho ta. Em ơi em anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, nhớ mong hoài. Em ơi em anh không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, chờ con ư cơ. Nào gió sẽ bay về trời, nay hoa sẽ rơi về cội, con ta đường nào cho ta, con ta đường nào. Vũ Công Tuấn với ca khúc Trả Nợ Tình Xa, một sáng tác của Tuấn Khanh. Ngày hôm nay Vũ Công Tuấn rất khác lạ. Và để ý là từ đầu chương trình đến giờ các bạn thí sinh làm như bài hát nào nó cũng có pha một chút xíu rock, cũng đúng không ạ? Dạ. Bây giờ sẽ là phần cho điểm của ban nhạc dành cho Vũ Công Tuấn. Xin mời. Số điểm của Vũ Công Tuấn là, Khanh xin được mời anh Tấn Phong. Bài này em trình diễn rất là tròn trịa, nhưng mà anh không có tìm thấy cái đột phá gì trong này, không có sáng tạo, nó không có làm nó giống như bao nhiêu người khác hát nữa. Mong muốn của anh Phong là một cái gì đó khác hơn với phiên bản bài này, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn anh Phong ạ. Tuấn hôm nay trình bày cái khúc này, anh là thấy nó mang một cái màu khác, giọng hát của Tuấn nó khác với lại những cái version của ca sĩ khác hát. Nhưng mà anh cũng là những cái đoạn cuối em chưa có đột phá. Cái vấn đề đây là bạn ấy yêu không nhiều bằng anh, cho nên là chỉ tới mức đó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tổng số điểm dành cho Vũ Công Tuấn là, xin mời, 67 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Vũ Công Tuấn là, bạn đang đồng vị trí thứ 5 cùng với thí sinh Đinh Trường. Bây giờ sẽ là thời gian của ban giám khảo. Khánh xin mời anh Duy Trị Vũ. Thiệt ra khi mà Vũ thấy cái số điểm này Vũ cũng không ngạc nhiên, nhưng mà Vũ cũng không có đặt cái kỳ vọng quá cao, là tại vì Vũ biết đây không phải là sở trường của bạn. Thì lúc đầu Vũ nghe, nhất là cái câu mà em ơi em anh không thể đó, là nghe cái cách của Tuấn xử lý nó khác hoàn toàn những người khác. Em cũng là một trong những thí sinh mà đã định hình được cái phong cách của mình, và bây giờ em đang dạo chơi với những thể loại khác. Nhưng mà Vũ chỉ hy vọng là lần sau khi mà em dạo chơi đó, thì ví dụ như em qua Nhật thì cũng ráng mặc kimono cho nó hợp lý hơn tí xíu nha. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng rất đáng yêu. Thì nói chung là anh cũng chúc mừng em đã thử thêm một thể loại khác, để biết là em đừng nên hát cái thể loại này nhiều. Chúc mừng em. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Vũ Công Tuấn. Bây giờ là thời gian để bạn trở vào bên trong, chúng ta chuẩn bị cho phần thử thách tiếp theo. Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng. Ôm sầu mà vẫn tươi cười, sao em đến đi không nói gì, để hồn anh chìm trong nhớ. Mãi mãi từ đây xa nhau thật rồi, nuối tiếc tình yêu ta trao hôm nào.
xin một lần ôm lấy em và anh nói lên câu dã từ, mãi về sau còn nhớ tên nhiều. Em đi mãi, đi về nơi xa lắm, anh một mình ôm sầu thương nhớ em. Xin em nhớ khi nào lòng cô đơn, hãy quay về ngàn đời mong nhớ. Xin người chớ cho tôi những vui buồn hẹn ước bên nhau. Đời san rồi xin trường người tôi yêu, trong cuộc tình này tôi nhận hết Chúa. Nước mắt đàn ông rơi từ rồi. Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng. Xin một lần ôm lấy em và anh nói lên câu dã từ, mãi về sau còn nhớ tên nhiều. Một tràng pháo tay cho Khắc Minh và ca khúc Tình Yêu Không Có Lỗi. Một giọng hát luôn luôn rất trầm ấm và chứa đầy cảm xúc. Tất cả các thành viên trong ban giám khảo và ban nhạc luôn kỳ vọng ở bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng xoay lại xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Xin mời số điểm đến từ ban nhạc. Wow, Khanh xin được phép hỏi nghệ sĩ Thanh Thảo ạ. Em đang lo ra, cái tâm lý của em nó bị sao động nữa. Phần đầu của em là nó rất là cứng, nó chưa có mềm mại được, nó chưa có tạo được cái sự uyển chuyển của cái bài này. Nửa phần sau thì ok. Cảm ơn Thanh Thảo ạ, có từng đau khổ trong tình yêu không anh? Có nha. Có hả? Vì nửa bài đầu bạn có nhớ tới ai không mà sao bạn hát bị cứng quá vậy? Khóc thì khóc nhưng mà cứng vẫn phải cứng. Đúng không? Chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Anh thích mình hát bài này như thế này bởi vì nó rất là chững chạc và anh không còn nhận ra cái bóng dáng của những cái bản original anh đã nghe về cái bài này nữa, mà nó thành một cái bản rất là acoustic, rất là có chiều sâu, mộc mạc. Anh nghĩ nó hợp với mình, nghĩa là một cái bài hát cover khi mà một người hát lại á, làm sao người ta không nhận ra được cái bản gốc nữa. Người ta nhìn thấy đấy là câu chuyện của mình, đấy là cái điều mà mình đang muốn chia sẻ. Thì hôm nay mình làm được điều đó, không cần đao to búa lớn nhưng mà anh thích. Bây giờ chúng ta cùng xem tổng số điểm dành cho bạn là bao nhiêu nhé. Xin mời. 66 điểm và xếp hạng hiện tại của Khắc Minh là đầu tiên. Giọng mình nó đàn ông, hơi men á, cho nên là khi mà hát với acoustic chỉ duy nhất một cái guitar không á thì nó rất dễ làm cho người ta cảm thấy giọng mình bị cứng. Mình nghe kỹ lại thì mình đã cố gắng thể hiện xử lý nó cảm xúc lắm rồi. Mình hy vọng là bản phối này sẽ làm cho mọi người thấy mới mẻ hơn và thấy thích hơn. Chúng ta hãy cùng xem ban giám khảo nói gì về phần dự thi này. Khanh xin mời cô Phương Dung. Giọng hát trầm ấm hay, có chiều sâu, có truyền cảm. Nhưng mà cô thích nhất trong cái câu nước mắt đàn ông không rơi từng giọt. Câu đó quá hay. Cảm ơn em rất nhiều. Còn anh Duy Chị Vũ ạ. Đây là một cái bài mà bạn Khắc Minh hát rất là khác lạ, đúng như là anh Bách nói. Bạn hãy tiếp tục khai thác cái giọng trầm ấm của mình, không có cần đao to búa lớn, không có cần phải lên những cái nốt mà nó cao chót vót, nhưng mà vẫn lấy được, hớp hồn được người ta. Và cái quan trọng nhất là khi bạn hát này, Vũ cảm nhận được là bạn truyền tải cái hồn mình vào trong đó, cái tình cảm của mình. Cho nên là chúc mừng bạn, một tiết mục rất ok. Về cơ bản là chất giọng của Khắc Minh là đã khác rất là nhiều người, cho nên là khi bạn hát ca khúc nào thì riêng bản thân Khanh cũng luôn luôn thấy có một cái sự khác biệt. Một lần nữa cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn vào chút xíu nữa nhé. 66 điểm là một cái điểm không quá cao và hôm nay còn có điểm của ban giám khảo rồi, có điểm thử thách nữa, mình hy vọng mình sẽ được cái điểm đó. Vừa đi qua đây vẫn thơ đây lòng đắng cay hết rơi chuyện xưa.
vừa chết còn gì mà nhắc đến, dù cần làm là vui lên. Nhìn đời ngày dài còn bao trông gai, nếu kêu mai có thấy ai hết rồi vượt bay. Nụ cười ấy, nụ cười em đây, lột xác thành người khác. Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán, bay lên vỡ nát. Một mình hát cùng bạn tây sinh, oh, cho ta say như lúc mới yêu điên dại, nhớ thương hay mệt nhoài. Hôm nào ta ngất ta như trong cơn mơ. Hey, vừa đi qua đây vẫn thế đây, lòng đang cay hết rồi chuyện xưa, đừng buồn nữa, đừng ngồi vu vơ. Dẹp hết gạt sạch hết, ngày dài vừa chết còn gì mà nhắc đến, điều cần làm là vui lên. Nhìn về ngày dài còn bao trông gai, những câu mai có thấy ai hết rồi vụt bay. Nụ cười ấy, nụ cười em đây, lột xác thành người khác. Nề ngày tháng còn gì buồn chán, bay lên vỡ nát. Cho ta vui như lúc bé thơ ngày, sớm hơn không mệt nhoài. Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh. Oh, cho ta say như lúc mới yêu điên dại, nhớ thương anh mệt nhoài. Lột xác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Wow. Bạn wow. Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho bạn phối quá xuất sắc. Cảm ơn nhạc trưởng Minh Khang và ban nhạc Quyền Năng. Yeah. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh một bạn phối quá xuất sắc, chúng ta thấy ngày hôm nay hình như là Yến Nhi chơi một cú quá lớn, đó là cắt phăng luôn đi mái tóc dài, có phải không vậy? Dạ. Dạ cái này thì hơi quá, tại vì cái mái tóc lần trước không phải tóc của em, tóc này mới là tóc của em và mọi người make up làm cho nó cá tính hơn tí. Nhưng mà ngày hôm nay nó thể hiện được rất đúng tinh thần của bài hát, có đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng xem số điểm của ban nhạc dành cho bạn nhé. Xin mời quay lại. Wow. Wow. Ngày hôm nay quá nhiều điểm chính dành cho Yến Nhi. Bây giờ là xin mời nghệ sĩ Thu Thủy ạ. Yến Nhi đúng là lột xác thành công đấy em ạ. Bài hát của em mang đến cảm giác rất là vui nhộn. Nói chung về tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Một từ đơn giản, hoàn hảo dành cho phần dự thi này. Chưa hoàn hảo đâu. Chưa hoàn hảo ạ? Khánh xin chưa mời hoàn hảo, chưa hoàn hảo. Em tự biết nó chưa hoàn hảo chỗ nào. Dạ, em biết ạ. Đúng không? Dạ. Lắm lúc là nó máu quá, thành ra là mình mất kiểm soát một tí. Bị quét một cái đúng không? Dạ. Rồi, nhưng mà không sao, hát nhạc rock mà. Nhưng mà làm chủ được sân khấu vậy giỏi quá rồi. À, nhưng mà phải bùng nổ hơn một tí nữa. Đúng rồi. Có những lúc em lại hoa cỡ chút xíu, đẩy thêm chú chút quen xíu. Chú quen á. Chắc phải giật tóc móc mắt biết hơn nữa hình. Ờ đúng rồi, là tóc này là giật rồi này, móc mắt thêm rồi. Cái này quậy thêm mà phải không? Ông kia. Đó, trông thì về ông quậy lắm. Đó. Lát nữa là mình nghe anh Vũ chia sẻ kinh nghiệm nha. Nhưng mà anh phải nói là em đã làm quá tuyệt vời. Em làm thay đổi cả cái suy nghĩ của anh về em. Em quậy được. À, anh thích như này đấy, chúng mừng. Dạ, em cảm ơn anh. Quá tuyệt vời. Rất là hạnh phúc luôn, nghĩa là như đã tiến bộ và thay đổi từng ngày, cảm thấy rất là vui. Chúng ta sẽ xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Yến Nhi. Xin mời. 77 điểm. Yes. Wow. Số điểm hiện tại là 87. Đây là số điểm đã được cộng thêm 10 điểm từ tập thi trước, bởi vì bạn là người có số điểm cao nhất ở tuần trước. Chúc mừng bạn. Chúng ta cùng nghe nhận xét của giám khảo Phương Dung. Dạ, con chào Yến Nhi. Người Việt Nam mình á, thường thường á, mấy cô gái á, chân ngắn lưng dài. Nhưng mà cưng á, thì chân dài mà lưng ngắn tuyệt vời rồi đó cưng à. Ha? Đã vậy rồi dạ. Hát thì quá là sôi động, xuất sắc, dễ sợ luôn.
ban nhạc ở trên kia rụng rúng hết trơn á con. Hai ông lên kia rồi, hai ông lên kia rồi đó. Rồi chúc mừng con. À, chị không chọn làm người. Em quá tuyệt vời, chúc mừng em. Đây là một cái bài rất là khó hát mà anh thật sự là bất ngờ. Trước anh không thể nào tưởng tượng cái cô gái mà tuần trước hát bài dạ gì bài đó. Bão lũ và quê em mùa nước lũ. Quê em mùa nước lũ, tuần này là hát bài Lột Xác của người Hải Phòng. Không liên quan. Không liên quan gì cả. Cho nên là thôi anh chả biết nói gì hơn ngoài trừ là chúc mừng em. Dạ cảm ơn ạ. Em tên là Trúc Chi, hiện giờ em đang ở không, mà ở không có nghĩa là ế đó. Ế thì ở nhà chỉ biết ăn với ngủ thôi, cho nên em mới có thân hình. Đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng, đây là động lực để em chạy bộ này, tập gym, có chế độ ăn uống hợp lý hơn để cho thân hình thon thả, để các anh trong ban nhạc không có chê em. Không biết từ bao giờ mình thương nhau nhiều quá, để nay xa rồi em thấy nhớ anh làm sao. Nhưng mới ngày hôm nay hai đứa cùng chơi nhà chơi, rồi thời gian thấm thoát thôi đơn giá từ chung xưa. Làm cánh chim bay về nơi xa đó, có anh đợi chờ người yêu thương dài khờ. Giờ mình xa nhau nhưng quá tình yêu ta vẫn nở. Tim dành cho anh hát Tết nay em về thương ba mẹ bước sang nhà em. Mâm lễ dựng cao trầu đầu năm đôi mình cười, cuối năm thêm người trai sẽ giống anh hiền lương, gái giống mẹ dễ. Hai má cười hai đồng tiền làm lòng anh xao xuyến, dẫu xa luôn yêu thương đậm sâu, gái giống mẹ dễ thương. Hai má cười hai đồng tiền làm lòng anh xao xuyến, dẫu xa chào vỗ tay cho thí sinh Đặng Thanh Trúc Chi, một ca khúc Lòng Mãi Yêu Thương sáng tác của Cao Nhật Minh. Nãy giờ ngồi ở trong mình nghe các bạn mình hát rồi thì bây giờ mình có hồi hộp không? Dạ, nói chung là cũng có chút chút. Và với tất cả những gì Chi đã thể hiện thì Khanh hy vọng rằng tất cả các thành viên trong ban nhạc sẽ đồng tình và không một ai bấm nút chéo đỏ nhé. Và bây giờ chúng ta cùng quay lại. 1, 2, 3. Anh Bách, anh làm gì đấy? Bây giờ là hết hiệu lực rồi. Em cảm ơn mấy anh với chị rất là nhiều ạ. Em say vào bên trong thấy không có ai bấm ít, cảm giác sung sướng. Trong đầu lúc đó là lân là muốn khóc, muốn vỡ òa thôi, không biết nói gì hơn nữa. Chị nghĩ là không phải một mình chị mà tất cả các anh trong ban nhạc đều đồng ý là với một sắc vóc như thế này, với một giọng ca như thế này thì không lẽ gì lại không thể bước tiếp vào vòng trong một cách xứng đáng. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Hải Phượng. Còn anh Minh Khang thì sao ạ?
Nếu em vào vòng trong ban nhạc có thử thách cho em một bài nhạc rock hay là một bài nhạc trẻ, em có làm được không? Bây giờ anh mấy anh tiếp sức cho em rồi, cho nên là em sẽ cố gắng. Em làm những việc điều đó, anh nghĩ là em là một trong những nhân tố đi sâu vào những trong vòng trong. Phần trình diễn sau này với thể loại rock, rap, em tuy là không phải sở trường của em nhưng mà em sẽ cố gắng và xem đó như là một trải nghiệm. Bây giờ là Khanh xin phép được hỏi chị Phi Nhung ạ. Chào Trúc Chi. Trước tiên là Phi Nhung rất là thích cái mái tóc của em. Và chị cũng thích cái giọng của em. Em có một cái chất giọng rất là đặc biệt và rất là cảm xúc. Với riêng cá nhân của chị thì cái nốt mà em lên giọng gió có một xíu đó thôi là em lên chưa tới thôi. Em có cái sự riêng biệt của em. Chị rất là hãnh diện với em. Em có cái giọng ngọt, hát tròn chữ, rõ lời. Nhưng mà nếu chấm điểm cô trừ em một điểm. Trong năm dân ca Nam Bộ nó có ngôn ngữ học trong đó. Người Bắc á, người ta kêu là bay về. Người Nam, tất cả các em đều sai hết. Bay về, chứ không có bay về. Cái đó là em viết chữ VD rồi. Em phải sửa lại, bay về. Chỉ có một chữ đó thôi. Cảm ơn cô Phương Duyên. Và hy vọng rằng ở những vòng thi tiếp theo bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm cho mình nhé. Em cũng cảm ơn cô Phương Dung đã nhận xét rất là tinh tế. Và em cũng sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng một khán giả. Anh, em xin anh một lần cuối. Đừng trách em, đừng giận em nhé anh. Anh, em van anh nói đi. Anh nói đi, anh nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, em chôn dấu đời ngàn năm lạnh giá. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vời vợi. Thà anh nói, thà anh trách rằng em dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Anh nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Ai cũng
chặt quá khiến con tim hao gầy. Dòng đời con ôi chén lớn vô cùng, mà đời thì ai cũng nuôi vào. Bốn tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi. Bàn tay em mẩn mê trượt trên như sáng chế. Điều gì làm em thích thú như thế kia? Người ta vẫn nói đó là công nghệ. Người ta vẫn nói ô sao hay ghê. Người bên kia trái đất làm từ em biến tật. Mà anh chưa mất em xem như đã biến mờ. Đôi khi nhiều quá lại hoa như không. Ôi hiện đại quá người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi. Đập tan hết những khoảng cách khi ta lướt xa. Hiện đại làm chi em hay. Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện đại làm chi em hay. Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc chuyện mình cứ như là một câu chuyện hài. Ai 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 xin nói chuyện với nhau như thời ta chưa hiện đại. Tân thời tân thời tân thời tân thời cũng có niềm vui. Nhưng con người con người con người con người tân thời không có gì vui. Cái mặt thì luôn cắm cúi gặp chuyện lại hỏi sao xui. Nói tới nói lui muốn hồi cũng không ai nghe tôi. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Cầm trên tay chiếc phone như ngọc ngà. Điều gì trong đây thế mà làm em say mê. Nhìn em anh chán đôi khi chỉ muốn về. Người ta vẫn nói đó là công nghệ. Người ta vẫn nói ô sao hay ghê. Người bên kia trái đất làm gì em biết tận. Mà anh chuột mắt em xem như đã biết mờ. Đôi khi nhiều quá lại hoa như không. Ôi hiện đại quá người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi. Đập tan hết những khoảng cách khiến ta lướt xa. Hiện đại làm chi em hay. Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Hiện đại làm chi em hay. Hiện đại làm chi để mình càng thêm cách xa nhau. Đôi lúc chuyện mình cứ như là một câu chuyện hài. Xin nói chuyện với nhau như thời ta chưa hiện đại. Chúng ta vừa đến với một liên khúc gồm hai bài hát Xích Lô và Tân Thời cùng với phần trình diễn của Trúc Lai và vũ đoàn Phương Việt. Wow, sao mới có mấy phút mà tóc ngắn mà mọc râu nhanh quá vậy? Dạ cái này là chắc phải cảm ơn đội makeup rất là nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho anh chàng Trúc Lan. Anh khen em về cái sự đầu tư về nhân vật của em. Kể cả khi em đứng nó cũng có một cái độ mà nó hơi khệnh khạng chút xíu, chứ nó không có kiểu mà nữ tính nữa. Về cái giọng hát của em thì không có gì để bàn cãi hết. Và em làm tất cả mọi thứ đều rất là chỉnh chu. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh. Đó là những lời khen của ban giám khảo dành cho Trúc Lan. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban nhạc. Với phần trình diễn này, anh Minh Khanh có hài lòng không ạ? Anh chỉ lo là cái lúc em hát cao em có bị rụng sợi râu rồi không. Chứ em quá tài năng. Anh cũng lo cho em những động tác mà em quên những cái nốt, những cái quãng rồi những cái feel ra. Mà thật sự là cả bài em không quên một nốt nào hết. Em biến hóa từ bài trước qua bài này quá xuất sắc. Vòng chung kết đêm nay là các thí sinh thật sự tỏa sáng. Cảm ơn anh Minh Khanh. Một lần nữa cảm ơn. Chúc lại. Hi tất cả mọi người. Em tên là Huỳnh Ngọc Ni và Ni đến đây để mà thi chương trình ban nhạc quyền năng. Thứ nhất là Ni muốn thể hiện hết được cái cá tính của mình. Có thể mọi người nhìn bề ngoài Ni rất là hiền dịu nhưng mà bên trong Ni thì rất là nổi loạn. Ni muốn mang cái âm nhạc của mình một cách trẻ trung đến với khán giả. Mong cho tất cả anh chị trong ban nhạc quyền năng sẽ không loại bỏ mình sớm. Nếu mà có loại thì cũng mong là ban giám khảo sẽ cứu mình một vé. Yeah.
Huỳnh, Julie, Ngọc Nhi với ca khúc Give Me, Give Me, Give Me. Một cô gái rất là xinh đẹp. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo, kính chào ban nhạc ạ. Và bạn có tự tin với bài hát vừa rồi không? Dạ, cũng cũng có, nhưng cũng mà có, lúc nãy thì em hơi run cho nên em không có em hát nó bị oét hơi nhiều. Thôi bây giờ mình xoay lại mình xem coi kết quả như thế nào nhé. Một, hai. Oh yeah. Wow. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 dấu chéo. Khi em chọn một bài của Abba, một nhóm nhạc anh rất là thích nữa. Nhưng mà cũng như em biết rồi đó, cái hưng phấn trong con người em nó tốt quá, nó quá mức cần thiết. Thành ra em không kiểm soát được hết cái hơi. Thành ra là mình bị oét. Thì anh rất là tiếc. Có thể em đẩy giọng em lên quá ngoài sức cho phép luôn. Hôm nay là thật sự ra là em bị xẻ chân, là em cho nên cái bài của em nó hư luôn. Nhưng mà cái buổi mà tập vừa qua đó em hát tốt lắm. Coi như là nãy giờ có một mình anh Thảo là bên em thôi đó. Cảm ơn anh Thảo rất là nhiều ạ. Bây giờ dạ, mình cùng nghe ban giám khảo ạ. Thấy ban nhạc đánh rất là hay, máu lửa, nhưng mà em hát không được. Lúc nãy em ra là anh đã đặt kỳ vọng rất nhiều, và có lẽ là tại vì anh đặt kỳ vọng quá nhiều cho nên là với cái sự mà em đang bị hưng phấn quá, với lại em bị lo nữa, cho nên cả hai cái đó nó cộng lại làm cho em trình diễn không được trọn vẹn. Anh đặt rất nhiều kỳ vọng với em, anh hy vọng, anh mong là chỉ có 4 cái để anh cho em một cái cơ hội nữa thôi, mà không ngờ mấy ông này tới 6 cái lận. Em có đủ tất cả mọi yếu tố để trở thành một ca sĩ, mà hôm nay em chỉ không được may mắn thôi. Nhưng mà anh Vũ, mong là em đừng từ bỏ đam mê của mình, cứ tiếp tục chiến đấu, nhất là những cái bài hát này của em á, cần cái cá tính như vậy. Em cần phải mạnh mẽ và luôn luôn theo đuổi cái đam mê này. Hy vọng sẽ gặp em trên một sân khấu khác. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Còn chị Phi Nhung ạ. Chị rất là thích cái phong cách của em, rất là chỉnh chu cho sân khấu, và cái diễn xuất của em rất là mạnh mẽ. Và mong rằng là em đừng có bỏ cuộc. Dạ. Cảm ơn chị ạ, cảm ơn ban giám khảo ạ. Cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Phi Nhung. Và ngày hôm nay, trước khi bạn ra về, Khanh có một món quà dành cho bạn. Món quà này rất là dễ thương, bởi vì Khanh thấy đây là một cô gái rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn. Và món quà của bạn là một quả táo. Cảm ơn anh. Dễ thương. Anh thấy cái ý nghĩa mà khi em tặng quả táo này, em là bà phù thủy đó. anh Vũ nói đúng. Vũ cái gì ghê. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn Ngọc Nhi rất là nhiều. Một lần đầu và một lần cuối, vẫy tay chào nhau. Một lần cuối và chọn cuộc đời. Đợi thi thì uống nước lại rất là nhiều nữa, cho nên bị lên sân khấu toàn bị no nước không à. Được ban tổ chức chương trình ra tặng món quà cuối cùng là táo. Về ăn chống đói mà. Nói chung là động viên cổ vũ rất là dễ thương. Em rất là cảm ơn cái tấm lòng của ban tổ chức ạ. Chiều thơm ngát làn môi ơi, đừng quá xuân xuân lỡ tia nắng hồng tàn mất. Xin ngô lo không về qua đây, xin thương yêu sang thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt xa trong. Bàn tay em là cánh sen thơm trong vùng đêm mãi tóc, nụ thanh xuân còn ấm mê nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây. Xuyên trong năm em về tình khôi, đợt
rồng hân hoa, xin cho ta một khát gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng em phai cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lạnh. Biết đâu đấy xin em lòng thành, và xin cất lấy trái tim này. Biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng em phai cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lạnh. Biết đâu đây xin em lòng thành, và xin cất lấy trái tim. Chúc Lai ơi, giọng hát của bạn luôn luôn tràn đầy năng lượng. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. Xin lại. Wow. Khanh xin mời anh Minh Kha. Cái bài này anh Đức nó lẽ cho em điểm 10. Nhưng anh cũng mong chờ cái đoạn sau em phải bực lên nữa. Em vẫn còn giữ một khoảng cách rất là an toàn cho cái giọng của em. Cảm ơn những chia sẻ anh Minh Kha. Bây giờ Khanh xin hỏi anh Thanh Tân. Chúc mừng em hoàn thành cái ca khúc này. Coi như em khoác một cái áo mới vô cái ca khúc này, tại nhiều người hát quá. Em xử lý rất là ngọt ngào, từ đoạn A tới B em biết lấy hơi dồn, hơi là nén, rồi đoạn lên tông em cũng hoàn hảo luôn. Nhưng mà anh đồng ý với anh Kha là cái lúc mà lên tông đó là em phải bay luôn, em phải thoát ra ngoài luôn. Phải điên loạn cho đó tí xíu nữa. Ý các ảnh là các đoạn thân thang mây khó được luôn, đi luôn. Nhưng mà có một cái điểm cộng là cái đoạn khó nhất hát với lại piano á, hoàn toàn anh Khoa ảnh xong có đệm giữ nhịp cho em phải tự lấy nhịp. Mà khi ca sĩ mà đứng trên sân khấu mà sẽ tự lấy nhịp cho đó, lúc nào sẽ bị một cái trường hợp đó là hát rất là cứng nhắc, nhưng mà em hát trôi nhịp và em không chệch nhịp một chút nào. Đó là điệp rất hay. Còn đoạn kia thì thôi, có một tí xíu chệch này thì đó cũng là bài học của em nha. Đây, cùng xem tổng số điểm của Trúc Lai. 74 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Trúc Lai là bạn đang đồng hạng 2 cùng với Khắc Minh, cô Phương Dung. Tiếng hát này có làm cô đã chưa ạ? Cô phải khen em một điều là em hát quá hay. Với cô, em là số 1. Wow. Anh thấy cái gương mặt này từ ở trong bước ra là anh thấy nó tinh khôi rồi. Rồi sau đó một cái giọng hát nhẹ nhàng, thanh thoát, như là pha lê rót vô trong lòng. Thật ra anh thấy là cái phần trình diễn của cổ đối với anh là tuyệt vời. Nhưng mấy anh nói cũng đúng, phút sau mình phải đẩy lên thì em chắc chắn sẽ được 10 điểm hết trên đó. Mình mong là nếu mình sẽ được vào sâu hơn thì mình sẽ lúc nào cũng nỗ lực và đầy nhiệt huyết. Cảm ơn bạn giám khảo rất nhiều, và một lần nữa cảm ơn phần dự thi của Trúc Lai. Thêm xưa, nhưng em không thể quên cây cầu
chăng em bé nhỏ sợ lắm buồn, cha ngồi xuống cổng em cha nói cưỡi ngựa ngựa phi. Sám khôi sám chân mây hỏi rằng có phải sương mai trăng ngao trắng ai đi dối dàng bông dáng thơ ngây tia nắng nhuộm vàng thôn sớm cơn gió rùng bông bưởi trắng nghe có nhiều tha thiết qua lối mòn chưa quen biết em chưa đi răng có nó chưa từng nghe mát rượi ban thơ em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn dối dính chiều hôm em chưa yêu ngoài thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động bờ bè đợi cha thương lắm như ruộng đợi phù sa bờ bè gặp cha thương lắm như ruộng ngắm phù sa. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường gian khổ, mình đã gieo neo nghe chóng bể mưa muộn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít, mới khi yêu mà chẳng được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu người ta phụ hoặc thờ chẳng có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Và đó là Đinh Trường với ca khúc Đừng Nói Xa Nhau. Vẫn trung thành với hình dạng một anh chàng rất lịch lãm. Số điểm dành cho Đinh Trường sẽ là bao nhiêu? Xin mời xoay lại. Đã vô giới thông này, em phải đột phá, phải có một cái gì mới hơn thì em mới đi sâu được nha. Bà này quá an toàn cho em, chưa thấy một cái gì để mà bật ra cả, nên anh để khung điểm trung bình cho em. Nếu vô được cái vòng sau, anh cần em phải một tả hết nha. Cảm ơn Minh Kha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tổng số điểm dành cho Đinh Trường là, xin mời, 67 điểm. Đinh Trường đang xếp thứ hạng, đứng thứ hai sau Yến Nhi. Khán xin mời cô Phương Dung. Mấy cái ông ban nhạc này kỳ quá, suối con người ta đi phiêu lưu không à. Bây giờ để an toàn cái đã, rồi vô mấy cái sau thì người ta mới có thể lột xác được như cái cô hồi nãy chứ. Chứ bây giờ mà biểu đổi khác rồi, nó đổi không được, nó rớt thì sao? Mấy ông có đền bù được hay không? An toàn đi con, đừng có nghe mấy ông này suối dạy.
Cảm ơn cô. Cái hòa âm này là chắc anh Minh Khang anh có một cái ý đồ là anh muốn cho em có một cái màu sắc khác nhưng mà lại không quá xa với lại cái phạm trù hoạt động của em, cho nên là anh đã đổi qua một cái nó hơi hip hop hơn tí xíu. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Nhưng mà nói chung ra cái giọng em là em đã định hình được chính mình rồi. Thì cái đó là một cái điều đáng mừng chứ không có gì để đáng lo hết. Bây giờ em cứ an toàn giống như cô Phương Dung đã nói đi. Rồi xong rồi một vài vòng nữa em sẽ thử sức, em hát rock, em hát cải lương, em làm các trò cho anh. Nếu như vào vòng tiếp theo thì chắc chắn em sẽ thay đổi thể loại nhạc của mình. Mong là quý khán giả sẽ ủng hộ em. Còn chị Vi Nhung ạ? Chị chưa có thấy một ca sĩ nào mà hát mà giống như là vừa hát vừa nói chuyện như em đâu. Em giữ cái style này, em đừng có thay đổi cho chị. Đó, thấy chưa? Cảm ơn giám khảo Vi Nhung ạ. Một lần nữa cảm ơn Đức Trường. Xin chào mọi người, mình là Đức Thành, sinh ra ở mảnh đất Quảng Trị, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là một người thích ca hát từ nhỏ. Hôm nay mình đến với chương trình Ban Nhạc Quần Năng. Có lẽ mình là người lớn tuổi nhất. Mục tiêu của mình vào chương trình này thì muốn giành một cái kết quả nó khả quan. Mong các anh trong ban nhạc đừng bấm nút chéo cho mình. Ông làm chi nữa, đồ đã đưa ngang từ thùa nào thì thôi.
là thí sinh Mai Đức Thành với ca khúc Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Anh Thành thân mến, một giọng hát quá hay, quá cảm xúc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại xem các thành viên ban nhạc như thế nào nha. 1, 2, 3. Wow. Hát rất là tốt, không có lỗi gì hết. Nhưng mà cái micro mai mốt cái giọng mình mạnh quá, nhích ra chút xíu, như chỉ vậy thôi, không có gì hết. Ngắn gọn vậy thôi. Cảm ơn anh Phong rất nhiều. Còn anh Khang thì sao ạ? Mình nghe được rất quý về cái chất giọng này. Có hơi pha một chút xíu giọng của anh Ba trong đó. Mình nghe trong cái sâu thẳm trong cái giọng của anh rất là khắc khoải, rất là buồn. Anh đã thể hiện một ca khúc làm cho tôi cảm thấy miên man. Cái đoạn đầu tiên ra quá thì anh có vô hơi mạnh một chút. Nhưng mà lúc đó đang bận đàn rồi cho nên không bấm. Càng nghe đó thì cảm thấy rất là may mắn là mình đã không bấm, bởi vì càng nghe thì càng cảm thấy cuốn hút. Và lúc nãy giờ khi mà tất cả các anh chị đang nói thì Khanh nhìn trong ánh mắt của anh Thành có rất là nhiều những cái nỗi niềm muốn chia sẻ. Cuộc thi này thì Đức Thành cũng không biết, cũng vì một người con, lúc người con còn sống là đăng ký cho mình. Nó nói khi nào cũng muốn ba lên sân khấu lớn rồi hát cho con nghe, được mọi người, bạn bè con nghe, khi nào cũng hãnh diện về ba. Em kiểu hai thằng con, lúc mẹ đưa đi trung thu thì mẹ đã bị tai nạn mất, còn lại hai người con trai thì cũng nuôi con tới lên 20 tuổi. Thì vừa rồi, Tết vừa rồi cũng bị mất đêm 30 Tết. Cho nên thì bây giờ em đến chương trình này thì đem lời cả tiếng hát để cho làm vui khoái khỏa thôi. Không phải lúc nào anh cũng có một cái dịp để chia sẻ. Và Khanh tin chắc rằng ngày hôm nay anh đã đứng trên sân khấu này và hát, thì ở đâu đó con của anh sẽ rất là vui, bởi vì thấy ba mình đã thực hiện được cái mong muốn của mình. Hôm nay không phải vì em nói mà cô Phương Dung rất khen em. Cái bộ dạng em đi ra đó như là một ông giám đốc. Nhưng mà khi em cất, em ngâm 4 câu thơ thì cái ý nghĩ đó khác rồi. Em ngâm xuất sắc và em hát cái bài này rất hay, rất tuyệt vời. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Phương Dung rất là cảm động về cái câu chuyện của anh. Hèn chi em thấy anh hát bài hát này nó hay mà nó rất cái chiều sâu. Hãy cố gắng thêm. Chúc mừng anh. Dạ, cảm ơn chị nhé. Tất cả cái cách anh hát, rồi cái giọng hát của anh, cái luyến lấy của anh, tất cả nó đều ở trong máu anh, nó đi ra. Cho nên là nghe nó rất là sướng. Và nhất là cái hơi của anh á, nó dài, dã man luôn. Có mấy câu anh hát xong anh luyến rồi, em tưởng là hết rồi. Không, anh còn luyến thêm mấy cái nữa, làm cho em rất là ấn tượng. Cho nên là em nghĩ là con anh bây giờ ở trên kia đang nhìn xuống ngay lúc này, đang rất tự hào về ba của em nó. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của ba vị giám khảo rất là nhiều. Và thực sự là em không biết phải nói như thế nào nữa, bởi vì em là một người của gia đình. Em cũng có con trai và có vợ, và em yêu gia đình em rất nhiều. Em nghĩ là cũng giống như anh thôi. Và em có nghĩ đến những cái chuyện mà anh đã gặp, nếu nó xảy ra với mình thì mình có sống nổi hay không. Và thực sự là em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể vượt qua được. Nhưng mà anh đã vượt qua được thế này, thì em nghĩ anh là một người rất là may mắn. Và em tin là chị và cháu muốn anh tiếp tục sống và sống thật hạnh phúc. Tình chạm mát như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Như hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con cảm ơn anh Thành rất nhiều. Một lần nữa chúc mừng anh. Ngay đến đây thì mình cũng được rất là vui sướng, được ban nhạc, được ban giám khảo khen ngợi, được tỏa sáng một lần đầu tiên cơ hội. Chính vì vậy cho nên thì chắc mình cũng nghĩ là vợ với con mình ở chín suối chắc cũng rất là vui. Cho nên thì hôm nay đến đây thì mình cảm ơn chương trình rất nhiều.
đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lơ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng chợt em. Tôi quên rồi những chuyện giang dở từ khi mới quen. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Giang dở khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em khóc làm chi nữa, bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin, xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi duyên kiếp luôn ngờ giang, nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đem nuôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề chết đời hay dần đời mau đôi ngày. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề chết đời. Chào bắt tay Nho Vũ, Công Tuấn và Mai Đức Thành. Bây giờ là thời gian để các thành viên trong ban giám khảo đưa ra quyết định của mình. Mỗi thành viên trong ban giám khảo sẽ lựa chọn ai là người được đi tiếp. Thí sinh nào có tỷ lệ được lựa chọn nhiều hơn sẽ là người tiếp tục bước tiếp với chương trình. Và thí sinh còn lại đành phải chia tay. Thì Khanh xin mời giám khảo Phương Dung sẽ quyết định trước ạ. Cô chọn Vũ Công Tuấn. Sự quyết định của giám khảo Phương Dung dành cho Vũ Công Tuấn. Khanh xin mời giám khảo Phương Dung. Cái bài hát anh hát hơi bị chạy nhịp, nhưng mà em vẫn thích cái tiếng hát của anh, em chọn anh. Tất nhiên là quyết định của riêng giám khảo Phương Dung là dành cho anh Mai Đức Thành. Bây giờ sẽ là anh Dương Trì Vũ. Vũ rất là có thiện cảm với anh Thành. Anh có một cái giọng hát rất là hay với những cái bài sở trường của anh. Em xin lỗi, em phải công tâm chút xíu. Em sẽ dành cái phiếu của mình hôm nay cho người hát cái bài này tốt hơn. Đó chính là bạn Tuấn. Phiếu chọn tiếp theo của Dương Trì Vũ dành cho Vũ Công Tuấn. Như vậy chúng ta đã có tỷ lệ là 2-1 nghiêng về Vũ Công Tuấn. Một lần nữa chúc mừng Vũ Công Tuấn sẽ là người thí sinh cuối cùng được bước tiếp trong đêm nay. Giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên đồng môi. Người yêu hỡi, giờ đây tiếng yêu phai phôi. Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời. Giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa. Chờ mong chi nữa, tiếc nuối gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi.
xưa sánh đôi vô tư giữa đời, chẳng hề nghĩ ngợi, chỉ cần hai chúng ta mà thôi. Để giờ đây lòng đã nhau khi ai đổi thay, lời hứa khi xưa tan theo khói mây, mình em trốn đây một mình ôm bao đám cây. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy và đó là thí sinh Xuân Hương với ca khúc Người Hãy Quên Em Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Không biết rằng ban nhạc sẽ dành cho bạn bao nhiêu điểm, chúng ta cùng quay lại nha. 1, 2, 3. Mình biết là mình đã không làm tốt, cho nên là khi mà nhận số điểm đó từ ban nhạc thì mình cũng không có bất ngờ lắm. Tuy nhiên là vẫn buồn chứ. Anh Minh Kha thân mến, tại sao lại có con số 5 xuất hiện ạ? Bài hát này của em, anh chưa thuyết phục, trong cách hát của em chưa lượt lôi cuốn cho lắm. Cái đoạn sau khi lên tông trên dưới đó dần nhạc. Cảm ơn anh Minh Kha. Anh Hoàng Bách, anh có đồng ý với ý kiến này không ạ? Không, anh không đồng ý lắm. Anh ấy nói là chênh chút xíu, đối với anh là chênh nhiều. Ôi, tại sao lại cho điểm 7 ạ? Tại vì anh biết bạn ấy sai ở đâu và bạn vẫn cố gắng để bạn làm được. Mình biết mình sai, mình kệ, mình cứ hát thôi. Thì đấy là một cái điểm có thể là cứu vớt được. Cái lúc em nhảy cha cha thì anh nhảy theo ở trên này, anh thích. Em để ý thấy là Xuân Hương với những bài hát mà có tiết tấu, bạn ấy cũng như là thế mạnh vậy đó. Đúng, bạn ấy biết thế mạnh của mình. Thì một người nghệ sĩ mà biết thế mạnh của mình là một cái yếu tố ban đầu để mà có thể thành công. Thế còn anh biết là kiểu gì là đồng đội của anh xung quanh là cũng sẽ dập tơi bời rồi. Thì thôi anh đỡ lên chút xíu. Cảm ơn. Em muốn nghe những chia sẻ của nghệ sĩ Tú Hải Phượng. Em chọn một cái bài rất là hit. Nói tên thôi, khán phòng đã cảm thấy nóng lên, các bạn ồ à lên. Người ta đang chờ đợi em với cái bài hát này. Mà rất tiếc là em chưa có tạo được sức hút để cho mọi người có thể nuôi dưỡng được cái sự hứng khởi cho đến cái câu cuối cùng của mình. Những cái phần lên tông á, khi mà em lên không đúng á, thì cái nhịp của em và cái cao độ của em nó bị chao luôn, chứ nó không có chắc. Và như vậy thì em làm cho mọi người cảm thấy hoang mang và không còn cái lửa để mà hút lên nữa. Thì chị cũng rất là tiếc. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Hải Phượng. Không sao Xuân Hương ơi, bởi vì trước khi mà bạn bước ra, tất cả khán giả đã vỗ tay rất là nhiều. Khanh biết đó là một cái áp lực. Không sao hết. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Xuân Hương là 55 điểm. Và thứ hạng hiện tại của bạn là đồng hạng 5 với S. Huỳnh. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo Xuân Hương nhé. Khanh xin mời cô Phương Dung ạ. Em hát nó đều đều, nó tròn, không có một cái chỗ nào để cho em diễn đạt được đó. Thành ra mai mốt em ráng lựa một cái bài nào hợp với mình để mình có đất mình diễn. Cô chỉ có chừng đó để nhắc nhở em thôi. Cảm ơn em. Anh xin mời anh Duy Triệu Vũ ạ. Tôi công nhận là em là một cô bé rất là xinh xắn, có nụ cười lan tỏa khắp khán phòng này luôn. Bài này hát thì cũng chấp nhận được, nhưng mà mình phải thông minh để tạo nên cho nó nhiều cái điểm nhấn và nhiều cái tiết tấu để mà khoe được cái giọng của em, cái khả năng của em. Có thể như cái đoạn đầu em có thể adlib mấy cái câu điệp khúc cũng được, rồi mình hãy vô những cái tiết tấu sau. Tại vì bài này là một cái bài mà nhạc để người ta nghe để mà nhún nhảy theo thôi, chứ không phải nhạc để mà khoe cái giọng hát hoặc là khoe cái khả năng ca hát của em nhiều. Em phải biết cái khả năng của mình và cái hạn chế của cái bài hát nó như thế nào. Cảm ơn như chị Vũ ạ. Một lần nữa chúc mừng Xuân Hương. May mắn vào vòng trong nữa thì chắc chắn mình sẽ chọn một ca khúc khiến cho ban nhạc và các anh chị trong ban giám khảo sẽ hài lòng hơn. Bởi vì tự bản thân mình biết khả năng mình tới đâu, nhưng mà khi mình làm không tốt thì mình cảm thấy buồn vì chính bản thân mình, này tại sao mình lại không làm được tốt hơn thế. Thập thoảng trên sông đưa câu hò mãi đầy chỉ đưa câu mãi đầy mà
dành lòng non với nước non. Tôi nhớ người em vì già gặp bên chợ Đông Ba, lần ghé miền Trung yêu thương, theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương. Non lá che khuất mắt biếc, cặp sách sớm trưa chiều, đi học đồng khành qua cầu Trường Tiền. Ôi ta áo trắng tóc thề sẽ xuyên, chúng qua chợ Đông Ba để thấy người em năm xưa buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương, để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn, không nhớ lúc trời sang đông. Để nhớ về ánh mắt biếc, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn, không nhớ lúc trời sang đơn. Và đó là Vũ Công Tuấn. Ngày hôm nay chúng ta không còn thấy Vũ Công Tuấn lịch lãm với những bộ vest thon nữa, mà là một chiếc áo dài. Chúng ta hãy cùng xem ban nhạc dành cho bạn bao nhiêu điểm. Xin mời. Wow. Có một điểm 9 duy nhất đến từ anh Hoàng Bách. Khanh xin mời anh Bách. Với tư cách là một ca sĩ thì Bách nghĩ đây là một bài hát khó. Và Bách không đánh giá đây đang là một phần thi mà là một phần trình diễn. Bạn ấy đưa Bách về Huế thực sự là vậy. Đôi khi hát không phải là cứ phải khoe thật là nhiều kỹ thuật, phải khoe những cái nốt quá chót vót, cái hơi quá dài. Thì hôm nay Tuấn đang làm rất là tốt, vì bạn ấy giữ được cái phần tĩnh trong cái hơi của mình và lên xuống rất là đầy đủ. Cái tình cảm cũng căng đầy trong cái bài hát này, đúng cái cách mà Bách hiểu về một bài hát mang âm hưởng Huế. Đây là phần trình diễn Bách thích nhất từ đầu đến giờ. Đây là phần này. Dạ thì em xin cảm ơn anh Bách rất là nhiều. Anh Bách đã cho em số điểm rất là cao. Tuấn ơi, nếu Khanh nhớ không nhầm là bạn là một trong rất ít thí sinh từ đầu chương trình đến giờ mà anh Bách anh khen từ đầu đến cuối như vậy. Xin mời anh Thanh Thảo. Cái đoạn đầu của em thì em làm rất là tốt, nhưng mà khi mà em thể hiện cái bài này anh chưa có cảm được cái cảm xúc, nó chưa có được đong đầy. Bài này em chưa có đặt một cái điểm nhấn cho nó thật là rõ để cho người ta có thể thổn thức. Dạ cảm ơn anh Thảo ạ. Chúng ta cùng nghe nhạc trưởng Minh Khang chia sẻ. Theo tôi nghĩ anh Bách cũng đúng và anh Thảo cũng đúng. Anh Bách đúng khí cạnh một người ca sĩ, là những cái hò Huế, những cái ngũ cung hát cực kỳ khó. Còn đứng với cái cạnh mà của anh Thảo ở đây thì đúng, nhưng mà những cái đoạn đầu, cái hò đầu tiên em chưa thực sự tập trung. Em hò nó chệch ra nhịp và nó lạc kể cả giọng. Và sau khi đó em bắt vào tối rằng ơi là em nghĩ quá nhiều đi, và em làm tuột cảm xúc cho đó. Cái giây đầu tiên là phải lấy được cảm xúc liền. Thôi cố gắng lên. Bây giờ chúng ta xem tổng số điểm của Vũ Công Tuấn là bao nhiêu nhé. Xin mời. 66 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Vũ Công Tuấn là
Wow, bạn đang đồng hạng 3 với Khắc Minh, Trúc Lai và Phạm An Tuyên. Bây giờ hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Đầu tiên Khanh xin mời cô Phương Dục. Cái thứ nhất, tôi không đồng ý với ông nhạc trưởng nói là hò không đúng. Cầu ni hò rất đúng với đúng hò rồi. Mái đầy của người Huế. Chồng tôi là người Huế. Con đồng ý với cô. Hát đúng với giọng miền Trung. Ờ ni cái không nói là cái giọng ngắm nó không đụng, chưa có mượt, chưa có ngọt, ngọt ngào. Không không, hay rồi. Nó dài như vậy. Nhưng còn thiếu cái ngược ở đây là cái gì? Cái nuance, cái lớn nhỏ cô như bản thân cô Dung vừa rồi hát á, cô hát có nuance. Thả nhỏ. Bạn thí sinh chưa được cái nuance cái chỗ đó. Nhưng mà cho con người ta 6 điểm là quá hẹp hòi. Đúng chứ sao. Quý vị có thấy bây giờ mới thấy là ban giám khảo là dễ tính hơn ban nhạc không ạ? Cái điểm 6 này nó hơi trong ban nhạc này có 3 người dễ thương thôi. Thứ nhất là Hoàng Bách, thứ hai là ông Thanh đánh trống, thứ ba là Hình Phong. Là dễ thương, hồi nào cho điểm cũng cao. Như vậy thì với phần thể hiện này theo cô là như thế nào ạ? Rất tốt. Ban nhạc chơi rất hay. Cái hò máy đẩy em vào rất là tốt. Cô tưởng là My là người Huế. Cảm ơn em. Anh mời anh Duy Trì Vũ. Vũ cũng đồng ý với lại cô Phương Dung. Có lẽ là ở trên đó mình nghe hoặc là mình sẽ không cảm nhận được rõ bằng Vũ và cô Phương Dung với chị Phi Nhung khi mà ngồi trực diện. Và cái loa nó cũng thẳng vô lỗ tai của mình như thế này một cách hoàn hảo nhất. Cho nên là đối với Vũ á, là khi cái câu hò đó là đã lấy được điểm rồi. Vũ nghe là Vũ không có thấy có một cái sự sai gì nhiều hết. Nếu như mà mình nghe mà mình bị lệch thì Vũ nghĩ là điểm 7 cũng đã hợp lý rồi. Điểm 6 này Vũ nghĩ hai anh hơi hẹp hòi tí xíu. Vũ ơi, em không hiểu rồi, hai ông kia là cua con gái người Huế mà không có được nên bại. Bây giờ là bị ám ảnh bởi nhạc Huế. Nói chung đối với Vũ là đây là một tiết mục rất là tốt và chuyển tải được cái hồn Huế vào trong cái cả khúc ni. Đúng không cô? Thế vậy đó. Chị rất là đồng ý cái cách góp ý kiến của anh Bách. Em hát nó rất là bình tĩnh, nó rất là sang trọng. Và câu hò nghe vô cũng dễ thương. Mà nghe em hát thấy nó thoải mái lắm. Một lần nữa cảm ơn ba thành viên trong ban giám khảo rất nhiều. Và chúc mừng Vũ Công Tuấn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Con xin cảm ơn cô Dung. Cô Dung đã bênh vực cho con. Em cũng xin cảm ơn anh Vũ và chị Nhung rất nhiều. Say mê đời chợt cao vút.
bao cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi tìm đâu sáng nữa em ơi, đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây, đừng nhìn xa vời em ơi. Và ca khúc Ngày Vui Qua Mau. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn điểm bao nhiêu nhé. Xin mời. Thật ra thì em nghĩ mình sẽ bị điểm thấp, nhưng mà lúc quay lại em thấy thật là bất ngờ. Khanh muốn được hỏi anh Thanh Thảo à, anh là người cho điểm cao nhất với ca khúc này. Trong cái đêm thi ngày hôm nay thì em là một cái giọng ca nam mà anh cảm thấy là tốt nhất. Bởi cái giọng hát của em nó nhẹ nhàng, sâu lắng, nó có thể đưa người ta cuốn theo phần trình diễn của em. Giống như là em đang diễn chứ không phải em đang thi. Anh có thể xếp em giống như là một trong những hạt giống của giải. Cái chất giọng của bạn á, nó mộc mạc một cách rất là tự nhiên, nó không cần trau chuốt. Mà cái chất giọng đó là trời cho. Tuy nhiên cái đoạn cuối cùng không lên tới, nó còn một chút xíu nữa. Chỉ một chút xíu thôi, nhưng mà nó làm cho mình không cảm thấy thoải mái. Nếu mà bạn làm cái phần sau hoàn hảo thì chắc là tất cả chúng tôi cũng sẽ cho bạn 9 chứ không phải là điểm này. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Và chúng ta cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho Đinh Trường là bao nhiêu ạ. Xin mời. 70 điểm. Và thứ hạng của bạn hiện tại là xếp vị trí thứ hai. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho thí sinh Đinh Trường. Khanh xin mời anh Du Trì Vũ. Đây là một trong những cái giọng mà Vũ thích nhất ở trong chương trình. Tuy nhiên hôm nay khi mà bạn hát thì Vũ cảm giác giống như là bạn chưa có hát hết 100% của mình, giống như là cái tập đầu tiên mà bạn hát. Nhưng mà được một cái đó là cái sự điềm tĩnh của bạn. Có nhiều nghệ sĩ hát mười mấy hai chục năm cũng chưa chắc có được cái sự điềm tĩnh giống như bạn đâu. Bạn điềm tĩnh một cách rất là tự nhiên và không có gượng ép, không phải cố gắng gì hết. Hát giống như là mình ngồi mình kể chuyện cho bạn bè mình nghe vậy đó. Và cái đó là cái ưu điểm của bạn. Cảm ơn như chị Vũ ạ. Còn cô Phương Dung ạ. Cái giọng em hát rõ, có cái riêng của em. Nhưng mà hôm nay đó Trường hát á 90% thôi. Em cố gắng tự vì ban nhạc và ở đây đều dành cái sự ưu ái cho Trường, tự vì cái giọng rất là đặc biệt. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Phương Dung ạ. Một lần nữa cảm ơn ban giám khảo và ban nhạc rất nhiều. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Đinh Trường. Khi mà lên sân khấu biểu diễn thì Trường cũng có hơi chút là lo lắng, cũng có một chút run, nhưng mà khi mà các câu hát đầu tiên thì Trường mới bắt đầu thả hồn vào bài hát. Em sẽ cố gắng thay đổi mình ở các vòng thi tiếp theo.